À, trước khi chúng ta nghe lời Chúa thì cảm ơn Chúa là hội thánh hôm nay chúng ta dù cho bên ngoài có biết bao nhiêu là sự lo lắng, dịch lệ, nhưng mà hội thánh vẫn có sự trung tín nhóm lại. Và anh chị em có biết rằng là cái nơi mà được bảo vệ nhất là nơi nào không? Dạ, nơi có danh của Chúa, nơi mà chúng ta thờ phượng Chúa. Rất nhiều người sợ không dám đi thờ phượng Chúa ngày hôm nay. Tôi nói với anh chị em là điều đó đang diễn ra. Ngày hôm qua tôi cũng gọi cho một cái điểm nhóm là chiều nay tôi sẽ nhóm. Thì ở đó anh em đề nghị rằng mục sư cân nhắc coi có nên đến đây để giảng không. Tôi nói tôi đến giảng chứ. Bởi vì chính lời của Đức Chúa Trời sẽ là linh lương nuôi dưỡng thuộc linh chúng ta. Và đức tin chúng ta được tăng trưởng thì cái sự bảo vệ của Chúa trên chúng ta. Như anh chị em biết rằng không có một cái khẩu trang nào có thể bảo vệ được chúng ta. Theo tin mới nhất, không có một khẩu trang nào bảo vệ chúng ta được. Vì nó đây là một loại vũ khí sinh học, chứ nó không phải là virus bình thường. Virus bình thường còn có kháng thể để chống lại, nhưng vũ khí sinh học thì không thể. Nó có thể lan truyền trong không khí nữa. Và cái điều đó, nhiều báo chí ở ngoài nước họ đã loan tin để cảnh báo. Nhưng mà tôi tin một điều rằng không có điều gì xảy ra mà không có sự tể trị của Chúa. Anh chị em nhớ rằng trong thời kỳ cuối cùng Chúa có nói rằng là có dịch lệ, phải không ạ? Dịch lệ lây ra trong tối tăm và sự tàn diệt phá hoại đường lúc trưa. Nhưng mà có nhiều người xa ngã bên ngươi, muôn người xa mà ngã bên hữu ngươi. Nhưng mà gì? Tai họa sẽ không đến gần ngươi. Không đến gần ngươi. Gần đây thì ở ngoài, ở Hàn Quốc, chúng ta thấy là ghi là cái một cái nhà thờ Tân Thiên Địa bị nhiễm, và hiện nay đã hơn 1.000 người của nhà thờ đó nhiễm rồi. Nhà thờ đó, giáo phái đó có khoảng 200.000 tín đồ. Nhưng mà tôi nói cho em là giáo phái Tân Thiên Địa đó không phải là tin lành nha. Không phải là tin lành. Tại vì họ tin vào giáo chủ là cái ông giáo chủ đó. Họ tin ông giáo chủ đó chính là Chúa Giê-xu. Đó là nhảm nhí. Và hiện nay đã có ở mặt tại Việt Nam. Vừa rồi ở ngoài Đà Nẵng, công an đã vào cuộc và đã bắt gặp được khoảng 20 sinh viên, gần 20 sinh viên đang học cái giáo lý của Tân Thiên Địa. Tân Thiên Địa có nghĩa là trời mới, đất mới, và cho rằng cái ông giáo chủ đó là Chúa Giê-xu xuất hiện. Và họ cho rằng ông giáo chủ đó là bất tử, không có chết. Nhưng có một điều đặc biệt, cho đến ngày hôm nay, chúng ta không có nghe nhiều về con cái của Chúa bị nhiễm COVID-19. Vừa rồi ở, nghe nói ở ngoài Long Thành có vợ chồng mục sư đó đi thăm những người con cái Chúa là công nhân làm trong công ty Trung Quốc rồi bị nhiễm COVID-19. Nhưng cuối cùng là xét nghiệm là không phải, chỉ bị cảm cúm thôi. Tôi thấy có một sự bảo vệ đặc biệt trên con cái của Chúa. Anh em nhớ rằng sự bảo vệ đặc biệt của huyết không? Chúng ta có dấu vết của huyết chưa? Một khi nào anh em vẫn tin mình có dấu vết của huyết của Đấng Christ thì kẻ quỷ diệt phải vượt qua. Nó không thể chạm đến chúng ta. Khi mà nó chạm đến, Chúa cho phép. Còn không, là chúng ta sẽ được bảo vệ một cách tuyệt đối ở trong ơn của Chúa. Dẫu vậy, trong cuộc sống chúng ta vẫn giữ những cái điều cơ bản nhất về vấn đề vệ sinh. Đi ra ngoài, chúng ta có thể đeo khẩu trang, hay chúng ta đừng có nên đến chỗ đông người, đặc biệt là những chỗ mà có những cái đám người chết, hoặc là những người gọi là nghiện ngập, hay là không có được sự tỉnh kính, nơi đó không có được bảo vệ. Nhưng mà con cái của Chúa thì được bảo vệ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm thấy sự bảo vệ của Chúa liên tục ở trong đời sống của chúng ta cho những người tin kính, để chúng ta được bảo vệ như thế nào. Cảm ơn Chúa. Chưa hôm nay thì ban chấp sự hội thánh của ngũ tuần Rema ở tại An Sương cũng sẽ họp lại để chúng ta sẽ bàn một số công việc cho tháng tới. Và trong tháng này thì chúng ta có những ngày bồi linh, nếu anh chị em sắp xếp được chúng ta sẽ tham dự. Thứ nhất là chúng ta có những ngày, có hai ngày chúng ta sẽ kiêng ăn cầu nguyện. Đó là ngày 5 và ngày 6 tháng này, tuần này. Tức là thứ 5 và thứ 6 chúng ta sẽ kiêng ăn cầu nguyện. Cái sự kiêng ăn cầu nguyện đó là một điều rất là quan trọng. Chúng ta tìm kiếm Chúa và ý muốn của Đức Chúa Trời.
Và chúng ta sẽ có bồi linh vào ngày từ ngày 9 cho đến ngày 13. 9 tây đến 13 tháng 3. Tự do anh em có thể đến tham dự. Hình như là tới ngày 13 thì học sinh vẫn chưa đi học đúng không? Ở Sài Gòn vẫn chưa cho đi học, tới ngày 15 hay gì đó mà học. Sau ngày 15, 16 tây mới cho đi học. Dạ. Nhưng mà cũng chưa chắc nữa. Cũng chưa chắc nữa. Tại vì cứ dời hoài như vậy. Đó là 2 tháng 3. Nhưng mà bây giờ dời tới là rồi 8 tháng 3 rồi tới giờ 15. 15 giờ 9 tháng 3 giờ tới 15, 16 tháng 3. Chúng ta cũng không biết. Và hiện nay thì cái dịch đó nó đang lan rất mạnh ở Hàn Quốc. Và Hàn Quốc thì có rất nhiều cô dâu Việt, người Việt ở Hàn Quốc, làm việc ở Hàn Quốc, du học sinh ở Hàn Quốc. Và ở Iran, cái tốc độ lây lan một cách kinh khủng ở tại Iran. Và số người chết ở tại Iran tăng lên rất là nhanh. À, chúng ta thấy là ngay cả nó vô trong tới tổng thống luôn, phủ tổng thống luôn, phó tổng thống rồi bộ trưởng quốc gì đó, chủ tịch quốc hội cũng bị nhiễm COVID luôn. Rồi có một tướng của Iran cũng đã chết, chỉ nhiễm phát hiện có 2 ngày và chết. Những điều này chúng ta nghe thì chúng ta để biết tin tức chứ không phải để chúng ta lo sợ. Vì vậy sự bảo vệ của Chúa đó là chúng ta tìm kiếm Chúa. Nhưng mà tìm kiếm trong sự bình an, trong sự tin cậy, chứ không phải tìm kiếm trong sự lo sợ. Giống như có những người công bố danh của Chúa ra, nhưng mà khi công bố danh của Chúa ra thì là công bố trong sự lo sợ. Thì danh của Chúa không chẳng hề chúng ta đâu. Nhưng mà chúng ta biết cái quy quyền ở trong danh của Ngài, chúng ta công bố ra thì chúng ta sẽ được đắc thắng. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ thì xin mời chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong sách Xuất Ê Giê-tô Ký. Chúng ta xem Xuất Ê Giê-tô Ký Còn trụ mây vốn đi trước trại quân, lại ở về sau. Trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Ai Cập và trại dân Israel, làm áng mây tối tăm cho đằng này, soi sáng ban đêm cho đằng kia. Nên trọn cả đêm, hai trại chẳng hề sát gần nhau được. Dạ, xin cảm ơn người Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét về sự bảo vệ đặc biệt của Chúa trên dân Israel. Chúng ta thấy khi dân Israel bị đày qua xứ Ai Cập, thì họ làm nô lệ trong 430 năm. Và Chúa giấy Môi-se lên để Môi-se ra mắt Pharaon và tuyên bố để
những cái tai họa đến nếu dân nếu Pharaoh không cho dân Israel đi. Và Chúa Trời, Kinh Thánh ghi lại, Đức Chúa Trời làm cho Pharaoh cứng lòng và không cho dân Israel đi. Và những tai họa từ tai họa thứ nhất cho đến tai họa thứ 10 đó là tai họa mà có đầu lòng chết. Có một điều đặc biệt là cả xứ Ai Cập thì bị tai họa, nhưng xứ Gô-sen là nơi mà dân Israel đóng trại. Nơi đó là nơi mà Joseph đã xin Pharaoh trong đời trước cho một miếng đất, cho một vùng đất để cho gia đình của ông, dòng dõi của ông được cư trú tại đó. Chúng ta thấy rằng là Gia-cốp và tất cả các con trai của ông, 12 con trai, qua xứ Ai Cập và lánh nạn ở tại đó, cư trú ở xứ Ai Cập. Và khi họ chưa cư trú ở đó thì bắt đầu họ ở đó luôn, vì ở xứ Canaan bị đói kém, cho nên họ qua xứ Ai Cập và ở đây họ ở trong riết, rồi dân của họ sanh sôi nảy nở và Pharaoh đã cấp một cái vùng đất gọi là Gô-sen. Lúc đầu chỉ có 70 người thôi, 70 người ở Ai Cập, nhưng sau 430 năm thì khi ra khỏi Ai Cập là hơn 2 triệu người ra khỏi Ai Cập. Sự phát triển của dân sự Đức Chúa Trời. Nhưng có một điều đặc biệt là Đức Chúa Trời đã bảo vệ dân sự của Chúa rất là đặc biệt. Xứ Ai Cập bị đói kém, xứ Ai Cập bị, xin lỗi, bị dịch hành lệ, nhưng mà ở Gô-sen thì không bị. Xứ Ai Cập thì tối tăm, nhưng mà tại Gô-sen thì không bị. Để cho chúng ta thấy rằng cùng trong một xứ Ai Cập, nhưng mà nơi nào dân sự của Chúa có mặt thì lại đó được bảo vệ. Chúa nói là sự sáng các ngươi soi trước mặt người ta để họ thấy những việc lành các ngươi và ngợi khen cha các ngươi trên trời. Và Đức Chúa Trời cũng nhân vì cớ chúng ta là người tin cậy Chúa, là người công chính, thì Đức Chúa Trời cũng ban phước cho những người cưu mang chúng ta, yêu thương chúng ta và chăm sóc chúng ta. Nhưng trái lại, ai rủa xả chúng ta thì người đó cũng bị rủa xả. Anh chị em nhớ rằng là La-ban là một người cậu của Gia-cốp. Gia-cốp đã đến nhà của La-ban, Gia-cốp để gả Lê-a. Trời, bất cứ con cái của Chúa, chúng ta hãnh diện một điều rằng tôi là con cái của sự sáng. Và khi chúng ta bước đi thì ai chăm sóc chúng ta, ai quan tâm chúng ta, ai yêu thương chúng ta thì Chúa cũng sẽ quan tâm, chăm sóc và ban phước cho những người yêu thương chúng ta. Đó là sự bảo vệ, đó là khỏi xứ Ai Cập. Em thấy người Ai Cập đã cho dân Israel rất là nhiều vàng, nhiều bạc để cho họ đi ra khỏi cái xứ của cho dân Israel ra khỏi xứ của họ. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng khi họ đi trong những ngày đi như vậy thì bắt đầu có một cái nan đề xảy ra là họ gặp cái biển đỏ. Những người đi ra cùng với lại Môi-se có một số người đã giấy loạn và họ muốn trở lại xứ Ai Cập. Và tại đây Chúa đã làm phép lạ. Những người giấy loạn và kêu van Môi-se. Ở trong câu số 12 đoạn 14 đó, chúng tôi há chẳng có nói cùng người rằng tại Ai Cập để mặc chúng tôi phục dịch dân Ai Cập, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng. Anh chị em biết rằng là người thế gian nó không bao giờ nó muốn con dân của Chúa được tự do. Ma quỷ không bao giờ muốn con dân của Chúa đi thờ phượng Đức Chúa Trời. Có một cô ở tại trên cầu xe. Cô này cổ rất là yêu mến Chúa. Và Chúa đã làm phép lạ cho đời sống của cô được chữa lành. Nhưng mà cô càng ngày càng lớn tuổi thì già đi, yếu đi. Năm nay cô 70 mấy tuổi rồi. Thì hồi trước thằng con là người đưa cô đi nhóm trong lúc cô bệnh tật, bây giờ cô được chữa lành rồi. Nhưng mà vì cớ quyền lợi và thằng con nó cũng không đi nhóm nữa. Mà bây giờ quay trở lại bắt bớ, và chẳng những con bắt bớ mà con dâu bắt bớ người mẹ luôn. Cứ là chửi một cái người làm vậy đó, người ăn người ở vậy đó. Cô này vẫn cảm ơn Chúa, mỗi lần chửi cái gọi cho tôi, mỗi lần bị chửi cái gọi cho tôi. Thầy ơi, sáng nay là nó chửi như vậy đó. Cái quá mấy ngày sau cái thầy ơi, sáng nay nó lại nó chửi như vậy đó. Tôi nói cô ơi, bây giờ không cần nhắc cái điều nó chửi nữa. Và cô tuyên bố một điều rằng, tại vì nó nói là bây giờ bà theo tin lành rồi, bà đói thì tin lành nuôi bà đi, bà chết tin lành chôn bà, ăn bà bệnh tin lành chở bà đi, chứ đừng có kêu chúng tôi nữa. Đến nỗi như vậy. Và con dâu mà lại đối xử với mẹ chồng như vậy thì chúng ta thấy hết thuốc chữa luôn, đúng không? Và tôi nói với cô, đừng quan tâm vấn đề nó chửi. Nếu cô cứ nhớ những điều nó chửi đó thì cô bị rúng động. Và cô cứ cậy ơn của Chúa bước đi. Mới vừa rồi tôi cầu nguyện đi giảng cho phụ nữ vào thứ sáu. Mới thứ sáu này thì cô có đi và cầu nguyện cho cô.
cái chân cô đi không nổi, cô bị đau mà cái chân đi cũng không nổi. Cảm ơn Chúa, nhiều tôi tới Chúa đến thăm cô, cầu nguyện cho cô. Và bây giờ cô đã đi được rồi. Cô đi và cô nói là tôi đi được 2 tuần nay, tôi đi thờ phượng Chúa 2 tuần nay rồi thầy. Cảm ơn Chúa. Tôi nói rằng là nó không chở đi thì bây giờ tôi nhờ con cái Chúa chở tôi đi. Mà không chở đi nữa tôi kêu xe ôm tôi đi. Và tôi đi thờ phượng Chúa. Nó nói là không cấp dưỡng tiền cho tôi. Không cấp dưỡng tiền thì bà ở nhà bà bán thai. Bà bán bà kiếm tiền mà sống. Và rất là to. Cảm ơn Chúa, tôi nói bây giờ cô sợ thì cô có thoát khỏi sự chết không? Cũng chết à? Đúng không ạ? Chúa nói theo đã định cho loài người phải chết một lần, ai cũng phải chết rồi chịu phán xét. Nhưng mà đặc biệt là người có Chúa, người tin Chúa là chết không bị phán xét. Tại vì chúng ta có giá chuộc của Chúa Giêsu. Cho nên thà vâng lời Đức Trời hơn là vâng lời người ta. Amen. Yeah. Con người nó có thể hứa chúng ta bữa nay nhưng ngày mai nó thay đổi. Nhưng mà Đức Chúa Trời hứa chúng ta thì không bao giờ thay đổi. Và chị em là những người được bảo vệ đặc biệt của Chúa. Amen. Bảo vệ đặc biệt của Chúa, Ngài chăm sóc chúng ta. Chúng ta thấy rằng dân Israel ra khỏi Ai Cập và họ đi rất là vui mừng. Nhưng mà có những người dấy loạn. Trong đạo quân của Chúa, trong đoàn dân của Chúa cũng có những người vô tín, chứ không phải tất cả đều tin. Có những người vô tín, có những người sợ hãi, có những người không. Đó là việc của cá nhân. Nhưng mà đoàn dân của Đức Chúa Trời, khi chúng ta đi trong đoàn dân của Chúa thì chúng ta sẽ được bảo vệ. Cũng giống như là Kinh Thánh nói gì, là khi mà Noe làm con tàu thì tất cả những người ở trên con tàu đó, kể cả thú vật, nhưng người không vào tàu thì người đó sẽ, kể cả thú vật nha anh chị em, thú vật mà ở trong tàu vẫn được bảo vệ. Mà con tàu Noe đó cũng hình bóng về hội thánh ngày hôm nay. Trên con tàu đó mà có người cũng ở tầng 3, nhưng mà tầng mấy cũng được, miễn là ở trong tàu là được rồi. Amen. Và sáng nay anh em thờ phượng Chúa không phải vì thờ phượng Chúa ngày hôm nay chúng ta mới ở trong tàu, nhưng thật sự chúng ta đã ở trong tàu ngay khi mà tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình rồi. Và khi mà chúng tiếp bước đi với Ngài, chúng ta sẽ được sự bảo vệ đặc biệt ngay ở trong thế gian này. Chúa Giêsu có nói về con tàu Noe đó trong ngày cuối cùng. Chúng ta xem một chút xíu ở trong Matthew đoạn 24. Đây là những điều Chúa cảnh báo để chúng ta tỉnh thức thôi. Câu 37 trở đi, xin lắng nghe, xin đọc này. Trong đời Noe thế nào, khi con người đến cũng thế ấy. Vì trong những ngày nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường, cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ rằng, ngờ chi hết, cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thải, khi con người đến cũng như vậy. Tôi xin đọc lại. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường. Anh chị em thấy ngày hôm nay nó đến một cái cấp độ, phải không ạ? Chúng ta thấy là quán nhậu nhiều hơn trường học. Đi chỗ nào cũng vậy. Nhưng mà cái dịch corona này làm cho nhậu bớt đi. Cho nên nhiều người ta viết trên trang nhục trang xã hội, ta nói là cảm ơn corona, nhờ corona mà ít nhậu lại. Ngày Noe thế nào thì ngày nay cũng thế ấy. Người ta cũng ăn uống vui chơi cưới gả như thường. Từ ngày tôi biết lẽ thật của Chúa, không bao giờ tôi đánh đổi sự thờ phượng bằng sự vui chơi, kể cả tiệc tùng. Giả sử làm buổi tiệc ngày Chủ nhật, tôi thờ phượng Chúa xong tôi mới đi. Đi đến tôi chỉ cần ăn một miếng bánh hay là ăn cái trái cây, tôi vẫn đến. Tôi với vợ tôi đã từng đến mà người ta đã ăn hết, không còn gì. Họ nói sao ông bà đến trễ đó? Dạ không sao cả. Cho tôi một miếng trái cây, một ly nước tôi uống. Tôi chúc phước cho cô dâu chú rể và tôi về. Tôi không quan tâm vấn đề ăn uống. Tôi quan tâm thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta dám đánh đổi như vậy thì Đức Chúa Trời dám ban phước cho chúng ta đó anh chị em. Thế bây giờ, ngày xưa thì vào tàu mới được bảo vệ. Bây giờ chúng ta thấy là chúng ta chưa về thiên đàng đúng không? Nhưng mà ngay trên đất này chúng ta ở trong hội thánh của Đức Trời, chúng ta vẫn được bảo vệ rồi. Chúng ta được chăm sóc sự ban ơn của Chúa trên đời sống chúng ta. Ngài bảo vệ chúng ta khỏi quyền lực. Ngài gìn giữ chúng ta trong ơn yêu thương của Ngài. Trong 2 tuần qua hội thánh ở đây có cô mang gia đình của anh Lộc. Tuần rồi anh Lộc có nhóm đúng không? Bao nhiêu người thấy người thanh niên đó.
Dạ, nhưng mà trước đó một tuần anh chị em biết họ đến đây là nói nhảm không? Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa anh em đã đến đây và được Chúa Ngài giải cứu. Tươi mới, vui mừng. Ngày hôm qua thì mục sư của anh đến đây để đón anh về chơi. Nói về chơi mấy ngày rồi cho trở lại đây. Anh nói ở đây ha, mạnh mẽ lắm. Đây thờ phượng mạnh mẽ lắm cái anh đó đó. Rồi anh khen Hùng nữa. Ôi Hùng coi nha, thấp thấp vậy đó. Chứ mà nói lời Chúa hay lắm đó nha. Cảm ơn Chúa. Tôi nói ở đây chúng tôi chẳng có một cái nơi, một điều gì đặc biệt để có thể làm trung tâm giải cứu gì cả. Nhưng mà đến đây chúng tôi có tình yêu thương của Chúa, có sự chăm sóc, có sự quan tâm, và có lời của Đức Chúa Trời, có sự cầu thai và được sự giải cứu. Là cảm ơn Chúa người anh em đã đến giải cứu, được giải cứu. Ngày hôm qua mục sư của anh em đã đến và nói là cảm ơn Chúa 10 năm rồi anh chị em. Bị như vậy là 13 năm, nhưng mà từ khi tin Chúa là hội thánh Cô Mang 10 năm rồi. Tình trạng nói nhảm, vẫn nói nhảm, đưa vô trung tâm giải cứu, trở ra cũng như vậy. Kiên ăn cầu nguyện bao nhiêu ngày cũng như vậy. Vậy thế thì chúng ta có hơn họ không? Chúng ta chẳng có hơn đâu. Nhưng mà Chúa cho chúng ta một cái chìa khóa. Chúng ta là chi thể trong thân của Chúa. Chúa ban chúng ta một cái phần nào, cái khả năng nào, cái ơn nào, chúng ta sẽ dùng cái ơn đó để giúp đỡ. Chứ không phải khoe mình tôi hơn cái mục sư kia hay hơn hội thánh nọ. Không có, đừng bao giờ nói như vậy. Tại vì trong thân của Chúa phải quan tâm đến nhau. Mà tôi biết Chúa đặt tôi ở trong cái lĩnh vực nào, Chúa đặt tôi ở trong cái sự giới hạn hàng nào, để tôi liên tục để tìm cầu Chúa và biết ơn của Ngài. Và tôi cũng trân trọng những anh chị em trong sự giúp đỡ, trong ơn của Chúa. Trong tuần rồi thì chúng ta có người mục sư Phạm Thiên Ân giảng. Một số anh chị em comment gửi tin nhắn vào trong trang của Hội Thánh, không đồng ý với cái cách của mục sư Ân giảng. Nhưng thưa anh chị, quan điểm đó không phải là tin lý. Bây giờ giả sử người đó đức tin là không ăn rau, không thể nào nói đến người ăn rau là có tội được. Có người kia nói tôi không ăn thịt, nhưng không thể người ăn. Đó là chúng ta hãy bằng lòng tiếp những người kém đức tin hơn mình. Và nếu chúng ta đức tin mạnh thì chúng ta phải đồng công với họ nữa. Thôi lô nói ở với người yếu đuối, tôi trở nên như người yếu đuối để tôi được họ cho Chúa. Có thể người đó giảng có nhiều điều không đồng ý, chúng ta không đồng ý, nhưng mà chưa chắc là cái điều người đó giảng sai. Có thể cái đức tin của cá nhân người đó, một cái trải nghiệm riêng của người đó. Tại vì nếu chúng ta biết về mục sư Phạm Thiên Ân thì ông ngày xưa là từ nhỏ cho đến ông học đại học là lúc nào cũng có thuốc ở trên tay. Lúc nào cũng uống thuốc, một bóp thuốc như vậy. Và hết thuốc Tây đến thuốc Tàu, đến thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc Nam thì ông uống hết luôn. Nhưng mà ông bệnh vẫn là bệnh. Cho đến ngày ông được nghe một sứ điệp về quyền năng của Thánh Linh Đức Trời và được chữa lành. Và ông đã chữa lành hoàn toàn. Ông nói 10 năm nay ông không có uống một viên thuốc. Đó là cá nhân của ông tin vào trong Chúa và ông được giải cứu. Thì tôi cũng nhận những cái comment. Đối với tôi thì tôi tôn trọng đức tin của người khác. Đức tin nếu người đó tin là không uống thuốc, tôi tôn trọng. Đức tin người này nói là người này còn uống thuốc thì chúng tôi không thể nào cấm người đó không uống thuốc được. Nhưng mà chia sẻ để cho đức tin được tăng trưởng và người đó có thể nhận được hưởng, để người đó có thể đồng bước đi với Chúa. Nhận nhiều cái luồng thuộc linh, cái cung bậc của thuộc linh, và nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ nhận được nó. Dạ. Bây giờ trở lại đây, chúng ta thấy là trong dân sự của Đức Trời có những người tin cậy nhưng mà cũng có những người vô tín. Nhưng mà dẫu vậy thì họ vẫn đi ở trong đoàn quân. Và anh chị em biết với những cái người vô tín đó thì nó có gây cản trở cho đoàn quân của Chúa không? Dạ có. Hình như có những người chúng tôi giảng về đức tin, quyền năng chữa lành, thì họ ngồi phía dưới và họ rỉ tay, làm cái gì đâu mà làm, tôi đây tôi không được làm, nhưng mà người khác được làm thì sao? Như vậy là đó là do đức tin của nó, chứ không phải là do Chúa không có quyền năng. Như vậy tùy theo cái đức tin của chúng ta. Bây giờ chúng ta xem đối với Môi-se thì Môi-se phản ứng như thế nào với cái sự vô tín của trong dân sự của Chúa. Đức Chúa phán cùng Môi-se rằng sao ngươi kêu van ta, hãy bảo dân Israel cứ đi. Thực tế Môi-se cũng chẳng có gì khác hơn ngoài cây gậy, phải không? Môi-se đâu có gì khác hơn ngoài cây gậy đâu. À, tôi và chị em cũng đâu có gì khác hơn ngoài danh của Chúa Giê-xu. Amen. Và lời của Ngài. Cho nên khi chúng ta có lời của Chúa thì chính lời Chúa sẽ bảo vệ, sẽ ban cho chúng ta một cái năng lực. Và lời của Chúa sẽ giúp chúng ta có như là gươm của Thánh Linh để chúng ta có thể chiến đấu. Không có nghĩa là chúng ta lại
chê bai người này hay chê bai người kia. Nhưng mà ở đây chúng ta là bản thân Môi-se, ông cũng chẳng có gì khác hơn ngoài danh của Chúa. Và khi ông bị những người khác gây sự khó trợ khó khăn ở trong câu 13 đó, từ câu 13 thì Phaolô trả lời như sau. Môi-se trả lời như sau. Môi-se đáp cùng dân sự rằng: chớ sợ chi hại ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi, vì người Ai Cập mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Môi-se tin cậy. Đối trước dân sự, Môi-se nói rất mạnh mẽ. Nhưng khi quay trở lại với Chúa thì Môi-se cầu nguyện kêu van Chúa: Chúa ơi, con phải làm như thế nào đối với dân sự? Môi-se không có phương pháp gì khác đâu. Chúa kêu dùng đến cây gậy thì cây gậy mới có quyền năng. Nhưng mà nếu không kêu, cây gậy nó cũng chẳng có quyền năng gì cả. Nó còn là cái cây thôi. Đó là cây mà ông đã chăn chiên bao nhiêu năm cho ông gia của mình. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ngày nay tôi bà chị em lại được ủy quyền cho danh của Chúa Giêsu. Chúng ta có được quyền dùng danh Chúa Giêsu bất cứ lúc nào. Chúa nói là hết cả quyền pháp trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy các ngươi hãy đi. Đó là sự ủy quyền của Ngài cho chúng ta sử dụng danh của Chúa Giêsu để chúng ta xử lý bệnh tật, để xử lý ma quỷ, để xử lý những cái nghịch cảnh ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể dùng danh của Chúa bất cứ lúc nào. Còn Môi-se phải kêu oan danh Chúa. Kêu Chúa: Chúa ơi, con phải làm gì đây? Chúa nói: tại sao ngươi kêu oan ta? Cứ kêu dân sinh, cứ đi. Còn ngươi hãy giơ cây gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân sinh sẽ xuống biển như đi trên đất cạn. Trách nhiệm của Môi-se là phải làm theo những gì Chúa nói. Còn phần còn lại là Chúa sẽ hành động theo những gì Môi-se vâng lời. Tôi sẽ lặp lại. Trách nhiệm của Môi-se là làm theo những gì Chúa nói. Còn phần còn lại là Chúa sẽ hành động theo những gì Môi-se vâng lời. Amen. Chúng ta nghe lời Chúa mà không vâng lời thì nó không có gì xảy ra hết. Nhưng Môi-se nghe lời Chúa xong thì Môi-se vâng lời. Và Kinh Thánh ghi lại như thế này: Còn ngươi hãy đưa giơ gậy lên, rồi đưa tay trên mặt biển và phân rẽ nước ra. Vậy thì ai là người đưa gậy lên? Môi-se. Ai là người giơ tay lên? Môi-se. Ai là người ra lệnh cho nước phân rẽ? Ai ra lệnh? Môi-se. Chúa hiến kế cho Môi-se. Chúa chỉ cho Môi-se phương cách. Chúa không trực tiếp Chúa nói điều đó ra, nhưng Chúa muốn cho Môi-se phải sử dụng uy quyền của danh của Ngài. Và khi Môi-se nói ra thì bắt đầu phép lạ xảy ra. Chúa kêu Môi-se hãy giơ cây gậy lên. Môi-se giơ cây gậy lên, rồi đưa tay trên biển, bày tỏ cái uy quyền. Danh của Chúa Giê-xu là danh mà thắng hơn tất cả mọi danh. Và đưa tay lên biển để công bố cái quyền năng của Đức Chúa Trời ban cho chính Môi-se cũng như ban cho chúng ta. Và ra lệnh cho biển như thế nào? Hãy phân rẽ nước. Hãy phân rẽ nước. Hay là nước phải rẽ ra để dân sinh đi qua trên biển như đi trên đất khô. Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta không có rẽ biển giống như là Môi-se. Nhưng mà biển thế gian này nó có đang ngăn trở anh em không? Nó dùng cái gì để ngăn trở chúng ta? Nó dùng cái gì ạ? Tiền bạc. Gì nữa ạ? Dạ. Lòng tham. Rồi gì nữa ạ? Danh lợi quyền. Có những cái áp lực về gia đình không? Có. Con cái có áp lực người cha mẹ không? Có những con cái nói rằng: ba mà không nghe tôi cắt. Ồ, cái đó là bất hiếu lắm á. Ngày xưa hồi lúc coi như là lúc còn đỏ hỏn đó, có nói được cái đó không? Cha mẹ có bao giờ cắt bữa sữa nào không? Thậm chí còn canh giờ để mà cho bú nữa. Cho nên Chúa Ngài cảnh báo điều này: nếu chúng ta không có hiếu kính cha mẹ trên đất thì chúng ta không được phước và được sống lâu đâu. Cho nên những đứa con nào nói như vậy đừng có quan tâm đến cái điều đó. Chúng ta cầu nguyện chúc phước cho nó và xin Chúa thương xót để cứu nó. Có những đứa con nói rằng là
ông bà xài tiền vừa phải thôi nha, không mà tôi cắt. Nhưng mà không biết là ngày xưa lúc nó đau, nó bệnh, cha mẹ phải thức đêm, thức hôm, khóc lên, khóc xuống, chăm cho nó, lau cho nó từng một cái khăn lạnh rồi, đủ kiểu hết. Nhưng bây giờ nó khỏe, nó làm được ít tiền, cái nó quăng, cái nó kêu ông bà xài đàng hoàng, xài vừa vừa phải thôi. Hỏi chứ giờ ông bà lớn tuổi giờ xài gì vậy? Chỉ có ăn thôi, phải không? Ăn để sống, để khỏe. Nhưng mà ba mẹ của mình là tin Chúa, trở thành một người yêu mến Đức Chúa Trời, rồi cầu nguyện cho con cái nữa, đôi khi chính cái phước tụi nó đang hưởng đó chính là do cha mẹ cầu nguyện đó. Amen. Chúng ta biết cái quý quyền của cha mẹ cầu nguyện cho con cái rất đặc biệt. Gia-cốp đã cầu nguyện, xin lỗi, Y-sác cầu nguyện cho Gia-cốp. Gia-cốp được phước. Gia-cốp cầu nguyện cho hai con trai của Joseph, hai con trai Joseph được phước. Nên đó là cách mà Đức Chúa Trời ngày ban phước cho chúng ta, mà cũng ban phước cho những người lớn tuổi. Cho nên chúng ta có nhiều cái sự cản trở trong thế gian này lắm. Công việc làm có bị cản trở không? Có. Có một người anh em kia gọi điện cho tôi. Ủa sao mục sư? Sao mà tôi, hồi lúc mà tôi chưa có trung tín yêu mến Chúa thì tôi đi làm chưa bao giờ mà người ta cho tôi thôi việc. Đụng cái tự nhiên tôi yêu mến Chúa, người ta cho tôi thôi việc. Vậy là có phải đi đúng đường lối của Chúa không ạ? Đúng hay sai ạ? Có nhiều người nói đi sai đường lối của Chúa mới bị cho nghỉ việc. Nhưng mà tôi tin rằng là người đó đang đi đúng đường lối của Chúa. Tại vì sao? Bình thường trước đây họ không bao giờ bị cản trở trong vấn đề nghỉ việc, mà thậm chí người ta còn cần nữa. Nhưng đùng một cái yêu mến Chúa, hết lòng yêu mến Chúa và tuyên bố con sẽ lấy hầu việc Chúa, con trung tín vào Chúa, thì lập tức người ta cho nghỉ việc. Không lý do. Một anh em ở trên miền cao, hồi chưa yêu mến Chúa, ăn nhậu bê tha đó. Ô, công việc làm rất là tốt. Đùng một cái được Chúa thăm viếng, yêu mến Chúa. Thế là bắt đầu bao nhiêu cái lời nói nghịch, rồi những lời vu cáo đến trên người anh em này. Ô, anh em này khóc với Chúa. Ủa con đâu có làm việc đó, tại sao người ta lại vu cáo cho con? Được tôi tới Chúa chia sẻ, gây dựng và tin cậy vào lời của Đức Chúa Trời và cầu nguyện chúc phước cho nó, cho họ. Và anh này quyết định là nghỉ, không làm việc nữa, tại vì người ta không có tin mình. Quyết định nghỉ. Nghỉ bắt đầu đi làm đủ thứ việc hết. Một thời gian sau, chính giám đốc của công ty đó điều tra ra được là mất chiếc xe đó không phải do anh này. Là anh này tình cờ đó, anh này đi bồi dự bồi linh, nghỉ, xin nghỉ việc, nghỉ 3 ngày đi bồi linh. 3 ngày đó anh này muốn dành trọn vẹn cho Chúa, không mở điện thoại. Thì trong cái đêm đó, ông giám đốc mất chiếc xe. Mà chỉ có anh này là người tự nhiên người ta đình thình thình lên người nghỉ việc, thì chạy lại cho người đó lại mất chiếc xe. Mà gọi điện cho anh này thì lại là không bắt máy, không có gọi điện được. 2 ngày, 3 ngày. Cuối cùng công an vào cuộc điều tra, thì điều tra chiếc xe do một người khác lấy và tìm lại được chiếc xe. Thì một thời gian sau, bị oan một thời gian sau, thì bây giờ chính giám đốc đã mời anh này trở lại vì anh này kính sợ Đức Chúa Trời. Không chỉ mời anh này trở lại làm việc nhưng mà cất nhắc ở vị trí cao trọng và giao toàn công ty cho người này quản lý luôn. Hiểu bài không? Amen chị em. Cho nên kính sợ Đức Chúa Trời cho thấy chúng ta bị người ta sẽ lừa, người ta sẽ làm đủ kiểu hết. Nhưng mà người kính sợ Đức Chúa Trời đó, Chúa cho nghiệm để cái sự tin tưởng của người đó ở trong Chúa đến mức độ nào, thì Chúa sẽ giao cho những cái trách nhiệm trọng đại hơn, chứ không phải thua bại hơn. Còn nếu ta thỏa hiệp với thế gian thì sao? Ta sẽ được, nhưng mà được chỉ có một chút đó thôi. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta thấy được cái sự bảo vệ đặc biệt của Chúa ở đây. Chúng ta đang đi trên thế gian, chúng ta đang đi qua cái con đường trên thế gian này. Sứ đồ Phi-e-rơ nói như vậy: anh em là kẻ ở trọ và người đi đường. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 11 ghi như vậy: hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như là người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên anh em phải kiên giữ như điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Câu 12: phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoài, hầu cho là họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người khác. Đã thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Khi chúng ta ăn ở đúng đắn với Chúa thì trước mắt người ta không có ủng hộ đâu. Chẳng hạn như anh em đã từng ăn nhậu với họ, bây giờ tình hình anh em không ăn nhậu nữa, thì họ chê bai, họ nói anh em đủ kiểu hết.
Nhưng mà đến một ngày kia họ sơ gan cổ trướng, thì lúc bây giờ anh em sẽ biết là anh em làm gì với họ đó. Chúng ta đang đi qua con đường, nó giống như là chúng ta đi ngang biển ấy. Chúng ta có những cái sự ngăn trở. Có nhiều cách lắm. Người trẻ tuổi có sự ngăn trở theo kiểu người trẻ tuổi, lớn tuổi có sự ngăn trở theo lớn tuổi. Nhưng mà có một điều rằng chúng ta có quy quyền để có thể đưa tay ra biển và hãy ra lệnh cho biển phải vẽ ra. Anh em không có đường khác. Chúng ta tất cả đều phải đi xuyên biển. Chúng ta phải đi qua cái cuộc đời này. Chúng ta đi qua những cái chặng đường nghịch cảnh, những khó khăn cuộc đời này. Chúng ta chấp nhận để cái sự bắt bớ ở trong gia đình, người thân, anh chị em, vợ chồng, vân vân. Chúa nói các ngươi bị bắt bớ thì hãy nhớ rằng họ bắt bớ ta trước các ngươi. Các ngươi bị thiên hạ ghét bởi vì họ ghét ta trước các ngươi. Bởi vì anh chị em có Chúa ở trong lòng là sự sáng, cho nên thế lực của quyền lực ma quỷ luôn luôn nhìn thấy sự sáng trong anh chị em và nó không thích, cho nên bắt bớ anh chị em thôi. Còn nếu chúng ta muốn tin Chúa mà không bị bắt bớ không? Đơn giản lắm, tin Chúa nhưng thỏa hiệp là không bị bắt bớ. Thỏa hiệp với họ hết. Họ ăn nhậu mình cũng ăn nhậu, họ chửi bới cũng chửi bới, họ chơi bời cũng chơi bời, họ cúng quải mình cũng cúng quải. Dù mình có tin Chúa thì sẽ không bị bắt bớ, nhưng cuối cùng thì sao? Mình cũng sẽ ở chung với họ đó. Dân Israel phải đi ngang qua biển. Anh chị em và tôi phải đi ngang qua biển. Amen. Chúng ta phải cày danh của Chúa, quy quyền ở trong danh của Ngài để chúng ta vượt biển. Còn ta làm cho dân Israel, xin lỗi, ta làm cho Egypto cứng lòng theo dân Israel xuống biển. Rồi ta được rạng danh vì Pharaoh cả đạo binh, binh xa và lính kỵ người. Khi nào ta được rạng danh vì Pharaoh binh xa của người Egypto, rõ ràng ta là Đức Giê-hô-va. Ai làm cho Pharaoh cứng lòng để đuổi theo ạ? Chúa. Có nhiều khi chúng ta cầu nguyện cho người thân mình lắm nhưng mà nó vẫn cứng lòng, phải không ạ? Chúng ta cầu nguyện dữ lắm nhưng mà nó vẫn bắt bớ, phải không ạ? Chúng ta cầu nguyện dữ lắm nhưng mà nó vẫn đánh đập, phải không ạ? Ai làm cho nó được cứng lòng ạ? Chúa. Tại sao? Bởi vì Ngài muốn rạng danh trên dân Ai Cập. Ngài muốn danh của Ngài phải được vinh hiển qua đời sống của tôi, của bà chị em. Có đôi khi cái sự bất bớ mới vừa xảy ra, chúng ta cầu nguyện nó không hết, cái bất bớ nó càng gia tăng hơn nữa. Nhưng hãy đến một lúc anh chị em thấy được rằng khi đức tin chúng ta đủ lớn, đủ mạnh và đủ vững vàng theo Chúa thì Chúa sẽ làm cho Pharaoh và đạo quân của họ phải chìm dưới biển để Ngài được rạng danh. Ngài muốn rạng danh qua ai? Qua chúng ta. Ngài muốn làm được rạng danh qua những con người rất là tầm thường đây. Xã hội có thể khinh khi, nhưng mà Ngài muốn làm rạng danh qua chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi ngày trước cũng vậy. Khi mà chúng tôi bước đi trong Chúa, đi trong ân tứ của Chúa, chúng tôi bị sỉ nhục, bà con dòng họ khinh khi đủ kiểu hết. Nhưng mà tạ ơn Chúa, chúng tôi chấp nhận một khoảng thời gian chịu khinh khi đó, và đến một lúc Chúa sẽ làm cho rạng danh. Cái người gia đình bên cạnh nó bắt bớ chúng tôi, ở đó chúng tôi làm chứng. Ông nói dẹp đi mày, về nhà mày, mày lo nhà mày đi, ở mày đặt nói về Chúa cho tao. Mà tôi xấu hổ quá, tại nhà mình sợ, nhà mình nghèo hơn nhà họ, đủ thứ hết trơn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, một thời gian, một ngày nào cái em út của cái người này bị bệnh tà ma, bị mà nó khống chế là đi kiểu gì. Mà cái cô này rất là dễ thương, cô này rất là giỏi luôn. Mà tự nhiên rồi không xong lấy chồng thời gian rồi tự nhiên cái đi cái tướng đi vậy luôn. Một ngày nào tôi về cũng bất chợt thôi, tôi về thì ngay cái buổi nhóm của hội thánh tại nhà của tôi, thì tôi thấy tự nhiên có người đem mấy cô này qua. Tôi giật mình, tôi nói ô chị đó hả? Ừ chị nè. Ủa giờ sao chị vậy? Không biết làm sao nữa em ơi, giờ chị đi tướng vậy nè. Ừ vậy nè. Đem giống như đi con như robot, như khỉ hả? Mặc kỳ. Và tôi hỏi chị muốn điều gì? Nói rằng là hãy cầu nguyện cho chị. Và anh chị em ơi, Chúa làm cho danh của Ngài được rạng danh qua chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Cái sự dèm chê nó không lâu. Chúa không bao giờ chịu khinh dễ. Nhưng vấn đề chúng ta dám chấp nhận cho người khác dèm chê
Một lần nữa tôi nói cho em rằng chúng ta phải đi qua biển. Phải qua biển. Phải qua biển rồi chúng ta mới trải nghiệm được đồng vắng và mới được vào trong đất hứa Canaan. Nhưng trong thời gian đó Chúa đều chăm sóc và bảo vệ chúng ta hết. Ngài không buông bỏ chúng ta. Ngài bảo vệ chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài cho tôi và chị em luôn tin cậy nơi Ngài một cách trọn vẹn. Amen. Chúng ta xem phần cuối đây. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đi trước chạy quân của Israel lộn lại đi sau. Còn chủ mây vốn đi trước chạy quân lại ở về sau. Chủ mây đứng giữa khoảng trại người Ai Cập và trại dân Israel, làm áng mây tối tăm cho đằng này, soi sáng ban đêm cho đằng kia, nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề sát gần nhau được. Cũng là trụ mây, ban ngày là trụ mây, ban đêm là trụ lửa. Nhưng có một điều đặc biệt, đối với dân sự của Chúa thì trụ mây che cho bóng mát, ban đêm trụ lửa soi sáng cho dân sự. Nhưng mà cũng trụ lửa đó, chúng ta thấy rằng ánh sáng thì luôn luôn nó phải soi sáng chứ phải không? Lửa nó phải soi sáng thì ngọn lửa đây nó phải soi sáng ra xung quanh hết. Đằng này nó soi sáng như một nửa là soi sáng cho dân Israel, còn một nửa là tối tăm cho kẻ thù. Chúng ta có dám đi ở trong trại quân của Chúa, chúng ta dám bền đổ trong trại quân của Chúa, thì chính quyền năng của Thánh Linh sẽ có một cái điều rất đặc biệt cho tôi và cho em. Ngài sẽ vấn đẻ chúng ta khỏi các chất, Ngài bảo vệ chúng ta và soi sáng chúng ta trong ơn của Ngài. Đó, Chúa thì con cái Chúa là danh đó là sự khôn ngoan, sự sáng cho chúng ta. Nhưng đối với kẻ thù, nó chính là sự kinh khiếp cho kẻ thù. Khi ta nói danh của Chúa, tại sao kẻ thù nó ghét? Bởi vì danh của Ngài cao hơn hết mọi danh. Khi nghe đến danh của Chúa, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống. Và mọi lưỡi phải xác nhận Giê-xu là Chúa. Cho nên kẻ thù nó sẽ ghét. Quyền năng của Thánh Linh, lửa của Thánh Linh, sự sáng của lời Đức Trời và danh của Ngài sẽ soi sáng cho tôi và cho em. Càng đi, chúng ta được bảo vệ trong sự ánh sáng đó. Nhưng mà cũng là danh đó, cũng là lời đó, cũng là lửa đó, cũng là quyền năng đó, nhưng mà nó trở thành bóng tối cho người không tin. Vì vậy chúng ta không thỏa hiệp. Chúng ta sống giữa thế gian này, chúng ta không thỏa hiệp với thế gian. Và Chúa ghét cái sự thỏa hiệp, anh chị em. Chúa nói các ngươi nóng hoặc lạnh, còn nếu các ngươi như thế nào? Hăm hẩm, ta nhả các ngươi ra. Chúa Giê-xu ngồi với những người thâu thuế, nhưng Ngài không bao giờ là người thâu thuế. Ngài ngồi đó để Ngài ảnh hưởng trên họ và Ngài chia sẻ lên họ. Chúa Giê-xu ngồi dưới những phường điếm đỉ, nhưng Ngài chưa bao giờ là điếm đỉ. Và Ngài ảnh hưởng họ. Chúa Giê-xu ngồi với người ăn nhậu, nhưng Ngài chưa bao giờ ăn nhậu. Chúng ta đừng gọi là dùng cái biện minh vào hang cọp thì mới bắt được cọp, nhưng chưa bắt được cọp, cọp nó nuốt mình mất tiêu. Chúng ta không thể nào biện minh được rằng là gì? Tôi muốn cứu những người nhậu nhẹt này thì tôi phải nhậu với họ tôi mới cứu họ. Không, tôi vẫn có thể ngồi đó nhưng tôi không hề nhậu. Mà chính điều đó mới chiếu sáng cho họ, để họ nhìn thấy được Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Anh em phải qua thế gian, anh em phải qua biển đỏ, nhưng hãy nhớ rằng hành trình trong biển đỏ này, chúng ta có danh của Chúa để quý quyền để chúng ta có thể vượt qua. Chúng ta được sự bảo vệ bởi quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ngài sẽ soi sáng chúng ta. Anh em càng bước đi trong Chúa thì Chúa sẽ càng soi sáng. Kẻ thù cũng nhìn thấy đó, nhưng họ không thể xâm lấn được. Thế câu cuối cùng là nói gì? Cả đêm, trọn đêm cả hai trại không hề sát lại gần nhau được. Sát một bên nhưng khẩn, tại vì Chúa bảo vệ chúng ta. Anh chị em tin, nếu tin lời Đức Trời thì chúng ta cũng tin những gì Ngài nói. Danh của Ngài là ngọn tháp kiên cố để che chở những ai tin cậy nơi Ngài. Danh của Ngài có quyền năng để bảo vệ chúng ta khỏi bóng tối và khỏi dịch lệ độc hại lây ra trong tối tăm. Chúng ta không khinh lờn nó, vì chúng ta phải đi ngang thế gian. Chúng ta có cách khôn ngoan để tiếp cận, cách khôn ngoan để xử lý, chứ không phải chúng ta
liều lĩnh, không có liều lĩnh. Xin Chúa ban ơn để trong những ngày này thế giới đang hoảng loạn, thì nơi bình an nhất đó chính là nơi có danh của Chúa, có con cái của Chúa. Chính anh chị em phải cho người ta thấy được rằng có một sự bảo vệ siêu nhiên ở trên anh chị em. Anh chị em luôn luôn ở trong sự vui mừng và không hề hoảng loạn. Cảm ơn Chúa. Cách này mấy hôm, có một người ở bệnh viện 175 chết, tự nhiên chết. Như cấp cứu có 1-2 tiếng đồng hồ là chết. Ôi, bắt đầu nào là xe này, biết bao nhiêu người mặc đồ từ đâu đến, bắt đầu vô xịt khử trùng xung quanh hết trơn, và cả bệnh viện náo loạn vì cái điều đó. Thời thế gian họ sợ lắm anh chị em, họ sợ lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta, anh chị em nhớ một điều rằng, con đường đi ngang biển đỏ chúng ta phải đi, con người đi qua thế gian này chúng ta phải đi, tất cả chúng ta đều phải đi vào con đường này. Nếu Chúa Giê-xu trở lại trong thời điểm này thì chúng ta không cần trải qua sự chết, chúng ta được biến hóa. Nhưng nếu Chúa được cất chúng ta đi thì chúng ta được về với Ngài, chúng ta được ở trong sự bảo vệ của Chúa. Amen. Danh của Chúa sẽ bảo vệ chúng ta, danh của Chúa sẽ có quy quyền, cho chúng ta quy quyền. Nhưng mà sự bảo vệ đặc biệt đó là gì? Đó chính là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, lửa của Ngài, trù mây của Ngài sẽ che chở chúng ta trong ban ngày, soi sáng chúng ta trong ban đêm. Và hãy nhớ, cả đêm, trọn đêm, hai trại không giáp nhau lại. Cả đêm, hai trại chẳng hề sát gần nhau được, bởi vì nó có một ranh giới, đó chính là trụ mây và trụ lửa. Có một ranh giới giữa tôi, ông bà chị em, với thế giới quyền lực của sự tâm. Chúa nói, Ngài dời chúng ta từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Satan đến vương quốc của Đức Chúa Trời. Và trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc. Trong sự cứu chuộc đó có giải cứu, giải phóng, giải thoát, chữa lành, bảo tồn, duy trì và làm cho vững mạnh. Và trong sự cứu chuộc đó có cả sự tha thứ tội lỗi cho tôi và chị em, để chúng ta hoàn toàn được tự do để bước đi trong Thánh Linh. Và chúng ta sẽ không bị bất cứ một cái sự tấn công nào hay là tổn hại nào, dù cho chúng ta phải đi ngang qua thế gian. Nhưng mà Chúa, Ngài đấng bảo vệ tôi và chị em ở trong danh vinh hiển của Ngài và trong quyền năng của Thánh Linh. Amen. Chúa ban phước cho tất cả quý bà chị em. Hãy nói với người bên cạnh rằng, tôi và chị em phải đi ngang thế gian, nhưng đừng lo sợ, bởi vì Chúa là đấng bảo vệ chúng ta. Amen. Xin mời chúng ta đồng đứng lên ạ. Dạ. Chúa để chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Hallelujah. Chúng ta đứng và xin mời một thầy truyền đạo Đoàn Hữu Nam xin bước lên đây để cầu nguyện theo lời của Chúa. Và chúng ta tin vào trong lời cầu nguyện của tôi tới của Ngài để chúng ta luôn được bảo vệ ở trong Ngài. Xin mời thầy. Cho cái micro để cho thầy Nam. Là Chúa và Cha yêu thương của chúng con. Trời, con cảm ơn Cha, sứ điệp rất tuyệt vời. Và sứ điệp này chúng con tin chắc rằng Chúa là đấng luôn luôn bảo vệ chúng con. Amen. Dù cho chúng con biết rằng trong thế gian này chúng con phải đi qua trụng bóng chết, nhưng mà chúng con biết rằng chúng con không đi một mình, bởi vì Chúa luôn luôn bảo vệ chúng con. Dù cho có những cái tai hại, những cái dịch lệ nó lây lan, mà chúng con vẫn được bình an, được Chúa bảo vệ từng giờ khi mà chúng con ở trong Ngài. Vì khi mà chúng con ở trong Đấng Christ thì chẳng có sự đón phạt nào hết. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa rất nhiều về sứ điệp này. Buổi sáng hôm nay xin Chúa Ngài cũng ở cùng chúng con và nhìn giữ tấm lòng mỗi chúng con, để chúng con luôn hướng về Ngài. Vậy chúng con biết rằng ở thế gian này chẳng có nơi nào mà chúng con nương cậy được, bởi vì từ đời nọ qua đời kia Đức Chúa Trời là nơi ở và nơi nương náu của chúng con, là đấng cứu chuộc chúng con, là đấng mà chúng con trông cậy cho đến ngày cuối cùng chúng con được gặp mặt Ngài. Ở Chúa ơi, con cảm ơn Ngài và xin Chúa Ngài cũng gìn giữ mỗi tấm lòng chúng con,
Và Chúa thêm sức thêm ơn cho chúng con mỗi ngày để chúng con lớn lên và chúng con đồng bước đi theo Chúa và chúng con làm chọn luật pháp của Ngài. Và Chúa ơi, con cảm ơn Ngài lắm. Và xin Ngài cũng đến giữa dòng chúng con và rời chạm mỗi tấm lòng chúng con, cất đi những tấm lòng bằng đá, những tấm lòng chai sạn, để ban cho chúng con những tấm lòng bằng thịt mềm mại để con tiếp nhận lời của Ngài như hạt giống cho mỗi tấm lòng chúng con, để hạt giống nó lớn lên và làm xác thịt cho chúng con, để làm sự sáng, sự sống ở trong thế gian này, để cho mọi người xung quanh chúng con khi mà họ chạm đến chúng con để biết được Ngài, họ cũng được cứu nữa, Cha ơi. Bởi vì con biết rằng mọi sự chúng con làm là chúng con chẳng làm được gì cả, chúng con làm được là nhờ Cha ban thêm sức cho chúng con mỗi ngày thôi. Chúa ơi, con cảm ơn tạ Chúa rất nhiều và xin Chúa Ngài, trong danh Chúa Jesus Christ, con xin chúc phước cho nơi đây là nơi vui vẻ, nơi đi ra đi vào, người đến người ra người vào cũng được vui vẻ. Và cũng xin chúc phước cho Hội Thánh Chúa tại đây, như ông bà mục sư quản nhiệm ở đây cũng được thêm sức thêm ơn Ngài tràn đầy thêm những ngày sắp tới nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Và xin Chúa Ngài cũng ban phước cho tấm lòng mỗi dân sự bà cho em chúng con ở đây, và cũng như những sự chữa lành đến trên mỗi tấm lòng của con nữa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm, và cũng nhớ đến dân tộc của chúng con, dân tộc của Việt Nam chúng con nữa, Cha. Con cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa. Và xin Chúa Ngài qua cùng chúng con và giữ chúng con trong bóng cánh toàn năng của Cha. Con cảm ơn Cha, chúng con xin dâng Hội Thánh và anh em chúng con trong tay của Cha. Và hôm nay là ngày đầu tháng, chúng con cũng dự tiệc thánh. Xin Chúa Ngài cũng nhìn giữ và ban ơn và cất đi những cái tội lỗi chúng con, dù cho tội lỗi chúng con không biết nữa, Chúa ơi, trên môi miệng này. Bởi vì Chúa nói là phương Đông cách xa phương Tây bao nhiêu thì Cha cũng quăng xa tội lỗi chúng con đi bấy nhiêu, và Ngài không nhớ nữa. Con cảm ơn Chúa để cho chúng con bình an và giữ tiệc thánh của Ngài chọn ở Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa, con xin dâng mọi sự trong cánh tay của Cha. Chúng con gửi cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta vẫn đứng và chúng ta sẽ dự thánh lễ tiệc thánh. Xin mời chấp sự Lê Anh Vũ, thầy Khương, Phạm Vũ Khương, cô Nguyễn Thị Liên và cô Phạm Thị Liên, chúng ta bước lên đây để chúng ta sẽ phát tiệc thánh. Chúng ta sẽ cùng nhau tôn vinh Chúa bài cho đến mãi mãi. Tôi xin đọc lời Chúa ở trong Sách Giăng Ký chương 12 từ câu 7 trở đi. Họ sẽ lấy huyết bôi trên hai cây cột và mài cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy họ sẽ ăn chiên con, thịt chiên quay với bánh không men và đậu rắn. Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu giò với bộ lòng. Các ngươi chớ để chi còn đến sáng mai. Nếu hãy dư thì hãy thiêu đi. Vậy ăn thịt đó phải như vậy: dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Lễ tiệc thánh như là một cái lễ vượt qua, để rồi tôi và anh chị em chúng ta dự và chúng ta nhớ đến sự chết của Chúa mà rao sự chết ấy cho lúc này đến. Xin chia làm hai để chúng ta sẽ đi để phân phát bánh. Tất cả dân con dân của Chúa đều dự thánh lễ tiệc thánh. Vì thịt chiên con phải cho tất cả dân Israel đều ăn, để họ có sức sống và bước đi năng quyền của Chúa và sức mạnh của Chúa. Gầy đầm thâu qua đời rạng Giê-xu, bao nhiêu rủa xa chất thế trên ngàn lần rồi chứng minh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tuyên bố, bởi đức tin trong danh Chúa Giêsu, vâng theo lời của Chúa dạy, chúng con cùng dự thánh lễ tiệc thánh. Bánh này như thân của Ngài đã bể ra để đền tội cho con, để chữa lành con, để ban cho con bình an. Với đức tin đó, con tuyên bố con được chữa lành, được khỏe mạnh, có đời sống sung mãn cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Con cảm ơn Chúa. Bởi đức tin đó, khi giữ bánh này, dù là miếng bánh nhỏ nhưng ra từ bánh lớn. Chúng con giàu nhiều nhưng chỉ là một thân trong thân Christ, để yêu thương, chăm sóc, gây dựng lẫn nhau. Con nhận bánh trong danh Chúa Giêsu. Amen. Xin chúng ta cùng nhau dự. Hallelujah. Ngày xưa thì dân sự của Chúa ăn bánh, ăn bữa tiệc, đó là bữa tiệc vui mừng. Mà bữa tiệc đó là tất cả mọi người đều đem thức ăn đến để cùng nhau chia sớt với nhau và ăn. Và tôi thiết nghĩ là trong những ngày tới, vào cái ngày đầu tháng, mỗi người có thể đem miếng bánh, đem một bịch cà phê của mình, đem một ít trái cây của mình, phần ăn của mình đó, chứ không phải đem hết cho hội thánh đâu. Mà chúng ta cùng nhau tập trung lại. Ngày đó sẽ không ai nấu ăn cả, được không ạ? Bắt đầu từ tháng sau mình làm được không ạ? Chủ nhật đầu tháng, giả sử phần ăn của tôi là ổ bánh mì, tôi cứ đem ổ bánh mì tới, cắt ổ bánh mì ra là nhiều phần. Nếu phần ăn của tôi là một cái bịch trái cây thì tôi đem trái cây tới, cũng bổ trái cây ra nhiều phần. Và ngày đầu tháng đó chúng ta không phải nấu ăn, để cho tất cả mọi người cùng đến và chúng ta giữ thật sự đó là một cái bữa tiệc thánh thật sự của Chúa. Chúng ta cầu nguyện chúc phước cho nhau và vui mừng ở trong ơn của Ngài. Amen. Yeah. Và tôi ước ao được cái điều đó nó đúng như Kinh Thánh là dạy, là chúng ta sẽ dự tiệc thánh của những người thánh. Amen. Yeah. Còn đây là chúng ta dự theo nghi lễ để cùng nhau chia sẻ và cầu thay chúc phước cho nhau. Amen. Chúng ta cầm ly lên và chúng ta công bố này, trong danh Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài, huyết Ngài đổ ra cho con để nhiều người được tha thứ, và con cũng được tha thứ, và con cũng tha thứ cho người khác. Bởi đức tin trong danh Ngài, huyết của Ngài chữa lành con, xóa mọi tội lỗi của con. Con tiếp nhận trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng nhau dự. Hallelujah. Chúng ta sẽ hát lại điệp khúc. Hallelujah. Hallelujah. Trong thánh linh, để tất cả chúng con đều được phước bước đi trong thế gian này đầy vinh quang đắc thắng bởi danh vinh hiển của Chúa Giêsu Christ, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài Thánh. Chúa ban phước cho tất cả chúng ta xuống phía dưới để chúng ta sẽ cùng ăn bữa trưa với nhau.